Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại quay trở lại với mọi người rồi đây. Và hôm nay thì mình đang có một món mới. Mình đang thấy rất là kích thích rồi. Và mình rất là hào hứng để ăn món này. Và cũng đã lâu lâu lắm rồi mình chưa ăn món này luôn. Và các bạn cũng đã nhìn thấy rồi. Và đây là món mực hấp các bạn nhé. Đây là món mực hấp này. Đó. Thực sự là mình rất là thích ăn mực luôn. Và hôm nay thì mình sẽ chế biến mực theo một cái cách mới. Đó là hôm nay mình đã hấp với xoài này. Đây là xoài các bạn nhé. Đây là trái xoài mình bổ ra này. Đó, hôm nay mình hấp với xoài. Thì cái mực này thì nó rất là kỵ với lại chua, rất chua ấy. Thì chúng ta có thể hấp với khế hoặc là chúng ta có thể hấp với xoài này thì nó sẽ khử đi cái mùi tanh của mực nhá các bạn nhé. Hôm nay thì mình đây các bạn thấy không? Đây là bát chanh muối ớt này. Đó, thực sự thì nó cũng rất là cay luôn này các bạn. Chanh muối ớt. Thì cái món mực này thì mình sẽ chấm với món chanh muối ớt này. Và mình có chuẩn bị một chai chiên su. Thì nếu như mà mình chấm với muối ớt ăn nó rất là ngon rồi, thì mình sẽ thử xem là mình chấm với chiên su này xem là ăn có ngon không nhá. Thì bình thường là cái mực khô ấy thì chúng ta chấm với chiên su. Còn cái mực tươi này thì bình thường là mình sẽ chấm với muối ớt đó. Thì hôm nay thì mình cũng sẽ thử xem là chấm với chim su ăn xem có ngon không nhá. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhá. Các bạn ơi, đây là con mực này, đây là con mực ống đó, đây là con mực ống này các bạn đó. Các bạn đang nhìn thấy không? Con này thì cũng bình thường thôi, không to lắm đó. Đó, đây là con mực ống nhá các bạn nhá. Đây là có cái xương này, có cái xương của người của nó này. Các bạn này, các bạn nhìn thấy không? Trong người con mực bao giờ nó có cái xương này, các bạn thấy. Thì cái này chúng ta sẽ không ăn được và chúng ta sẽ bỏ đi các bạn nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn. Đấy, con này, cái đầu của nó đấy các bạn. Con này cũng có xương, mình sẽ bỏ xương của nó đấy nhá. Này. Wow, đó. Mình sẽ chấm với cái này xem nhá. Xin mời tất cả các bạn. Rất là ngon luôn. Ngon không thể tưởng tượng được các bạn ạ. Lần đầu tiên mình luộc luộc xoài với lại mực. Thì cái xoài này thì mình sẽ luộc cho cái nước nó chua trước đi và mình sẽ thả mực vào. Mình cảm thấy ăn rất là ngon. Và đây là rau muống này các bạn, rau muống nhà mình trồng luôn ấy. Rau muống nhà mình trồng luôn. Rau muống này mình luộc chín tới thôi, ăn nó rất là giòn. Các bạn nghe thấy không ạ? Cực ngon luôn. Nhìn như cái đuôi máy bay ạ. Mình sẽ ăn hết một con rồi các bạn. Rồi mình sẽ ăn thử một miếng xoài em. Xoài thì rất là chua. Mình tại mình luộc mực nên là mình đã chọn cái xoài này chua. Thực sự là cái xoài ăn cũng ngon luôn ý.
ngon luôn. Bây giờ mình tiếp tục ăn sang con thứ hai các bạn nhé. Con này thì cực kỳ to. Bây giờ mình sẽ ăn cái đầu trước. Cái dâu rồi các bạn. Cay quá, mình ăn thử ăn tạm một miếng rau đã. Mình sẽ ăn sang con này. To quá. Các bạn thử làm cho mình ăn xem có ngon không á. Còn mình ăn thì mình cảm thấy rất là ngon luôn. Vì là cái vị chua của xoài đã át hết cái vị tanh của mực rồi. Các bạn nhìn này. Cái con mực này nó to nên cái mực cũng dày luôn ấy. Các bạn nhìn, cái mực nó dày luôn này. Wow. Cay quá. Ăn cực kỳ ngon luôn. Còn cái đuôi này, nhìn như cái đuôi máy bay luôn ấy. Thực là xoài ăn kiểu này cũng rất là ngon, nhưng mà mỗi tội là hơi cay thôi.
con này thì mình chưa bỏ xương rồi thì mình sẽ lại bỏ xương. Đó. Rất là cay luôn. No quá rồi các bạn. Có lẽ là mình sẽ không ăn hết được chỗ này, sẽ cố ăn hết con mực này thôi. Rất là cay luôn. Sự đã ăn hết ba cái con mực này với một đĩa rau này, gần hết một quả xoài, mình cảm thấy rất rất là no luôn ý, không thể ăn hết được nốt chỗ này. Thì ngày hôm nay thì mình đã thử làm cái món mới, đó là cái món mực luộc với lại xoài chua nhá. Đó thì mình ăn mình cảm thấy rất là ngon, và nếu như các bạn có thể làm được thì các bạn hãy thử làm như mình nhé, để xem mà ăn có ngon không và xem là khẩu vị của các bạn có hợp với cái món này không. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay thì đừng quên tương tác với mình các bạn nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!